Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Trên tay mình đây là củ cải. Để làm về sản phẩm này, chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công, dạng cầu cắt và hút giá. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt giá hình ảnh bắp cải nha các bạn nhé. Mình sẽ tô đậm lại bằng bút dạ nhé. Giờ mình sẽ cắt ra các bạn nhé. Em cắt xong nha các bạn nha. Giờ mình sẽ dùng màu cam đi in mấy phần thân cổ này nha. Gà trên cửa. Ok các bạn ơi, giờ mình sẽ tô đậm lại này. Ok nha. Thất bại là mẹ đập con nha các bạn nha. Ok nha các bạn ơi, mình sẽ tô đậm lại nha các bạn ơi. Rồi mình sẽ dán vào nha, mình dán vào đây luôn này. Ok các bạn ơi, giờ mình sẽ dùng màu xanh lá cây để mình tô phần bắp cải nha. Không chấp nhận và cảm ơn này. Ok các bạn nha, giờ mình sẽ tô đậm lại. Mẹ mới lúc sáng mình chơi một phát bốn mẹ rồi à, một phát từ sáng anh được bốn bốn video rồi. Có được không? Một tiếng cái sao tính chứ đấy. Đó là mẹ có lên tìm rồi, không chơi ấy, còn không chơi một cuối. 40 video không được. 40 video. 40 video hôm nay được. Một buổi chiều. Anh có một tiếng dưới anh.
Mình tính buổi sáng. Anh đi game rồi, anh đi game mất khách đấy. Thôi nhưng mà lại một bài. Anh vừa cái chơi game anh cũng được cái game bị dẹo, anh làm được bị dẹo thôi rồi. Ok các bạn ơi, mình sẽ vẽ lại chi tiết này. Ok, đúng như vậy rồi. Cái kê thì ở đó. Trả lời thì sao? Giờ mình sẽ cắt nó ra nha. Con chó kìa. Cái cửa của bé con đấy à? Ai tin được không? Thế các bạn nha, giờ mình sẽ dán vào này. Cái này có cái cường này. Chưa thể nhân tố ấy đâu. Không thể đấy. Anh cường đây. Chưa vãi con ok các bạn nha, video của mình đây kết thúc nha, bye bye các bạn.